Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh Kiên Xe Đạp, một kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Trong video này em lại gửi đến các bác một mẫu xe Hummer, một mẫu xe mà có thể gặp được khung, và có rất nhiều các bác hỏi về những cái mẫu xe như thế này. Hôm nay lại về một chiếc để cho các bác xem, một mẫu xe của Mỹ được trang bị bi vòng cuối lỗ, đồ DOG. Rồi giờ em sẽ vào đánh giá chi tiết toàn bộ chiếc xe cho các bác xem. Khung của chiếc xe thì là khung nhôm. Đây là cái khóa mở để có thể gặp được xe, thì em sẽ cho các bác xem một clip cách gặp của chiếc xe này. Xe còn rất là mới và đẹp, rất là ít vết xước, hầu như là không có một vết xước nhỏ nào đáng kể. Trang bị phanh dầu DOG, tay bấm Shimano, mayer bi vòng. Hôm nay có một cái mayer màu tím này trông rất là đẹp, lốp Michelin 700C. Đùi đĩa trục rỗng DOG, gạt đĩa DOG. Đấy, những cái khung của nó thiết kế trông rất là đẹp. Đè chuyển số Shimano STX. Máy ở sau cũng đi vòng cuối lỗ. Bây giờ mình sẽ vào đo size và test chuyển động của chiếc xe cho các bác xem. Chiếc xe có size từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 40cm, 42-41cm. Từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt là 54cm. Nếu chiếc xe phù hợp cho các bác khoảng 1m60, 1m57, 60 đến khoảng hơn 1m7 thì là phù hợp. Chuyển động của chiếc xe thì vô cùng là mượt mà, nhẹ nhàng êm ái, lên xuống mượt mà. Chiếc xe đang có giá bán bên em chỉ có 9,2 triệu, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 709 943 để nhân viên bên em hỗ trợ. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, cộng với cả ấn chuông để xem được những thông báo những chiếc xe mới nhất của năm mới trên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau. Nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu, thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề là các bác ấn mũi tên trỏ xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả. Đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Đây thì cách thức gập chiếc xe của như này các bác. Các bác tháo cái khóa ở trên thân xe ra, nới lỏng ra, các bác gập vào. Rất là gọn gàng. Các bác có thể để ở trong cốp ô tô hay là để ở đâu nhỏ nhỏ gọn để mình lôi ra mình đi phượt hay là đi leo núi thì rất là hợp lý.
Mở ra thì lại khóa cái khóa này vào. Thế là xong.